Học vấn Mai Ngô trước khi đến với Miss Grand Việt Nam 2022 từng bị đuổi học vì đam mê nhảy múa. Đêm chung kết Miss Grand Việt Nam 2022 diễn ra tối mùng 1 tháng 10 tại thành phố Hồ Chí Minh, kết quả cuối cùng, Đoàn Thiên Ân đăng quang ngôi vị Miss Grand Việt Nam 2022. À hậu bốn gọi tên Mai Ngô. Mai Ngô đến với Miss Grand Việt Nam với bề dày kinh nghiệm tại nhiều cuộc thi. Cô cũng được cho là vô cùng tự tin, cá tính mạnh mẽ. Thế nhưng, cô nàng cũng khiến nhiều người hâm mộ e ngại vì trình độ học vấn. Sau đêm chung kết Miss Grand Việt Nam 2022, Mai Ngô nắm giữ ngôi Á hậu 4 tại cuộc thi. Được biết, cô từng theo học tại trường trung cấp múa thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một trong hai trung tâm đào tạo nghệ thuật múa lớn nhất Việt Nam với rất nhiều những gương mặt thành danh trong lĩnh vực liên quan. Trước đó, khi còn là học sinh cấp 3, Mai Ngô, sinh năm 1995, tên thật là Ngô Thị Quỳnh Mai, phải vừa đi học vừa đi múa tại các tiệc cưới nên thường đi trễ. Cô từng chia sẻ đó là khoảng thời gian kinh hoàng với bản thân khi liên tục làm việc với lịch trình chồng chéo. Từng chia sẻ với truyền thông, cô cho biết từng nhiều lần bị cảnh cáo và mời phụ huynh, thậm chí bị đuổi học. Thay vì nhiều bạn khác chỉ tập trung cho mỗi việc học, Mai Ngô lại vừa đi học, vừa làm thêm, đó là đi múa ở các nhà hàng tiệc cưới. Vì thời gian học khá căng thẳng, một ngày hai buổi nên Mai thường xuyên đi học trễ và trốn về sớm. Cô từng chia sẻ, buổi sáng thường 11h45 phút mới tan học, nhưng 11h30 phút là Mai phải có mặt ở nhà hàng nên thường trốn về sớm, 15 đến 30 phút để chạy sang nhà hàng. Vì làm việc theo ca nên đến chiều chưa xong công việc, Mai lại thường đến lớp muộn 30 tới 45 phút sau khi vào tiết. Có thể nói, thời điểm đó khá kinh hoàng vì liên tục chạy đi học và đi làm, nhiều khi lịch chồng chéo nhau khiến Mai muốn phát điên. Rất nhiều lần như vậy nên Mai Ngô thường xuyên bị thầy cô cảnh cáo và gọi phụ huynh, có lần Mai còn bị đuổi học, không cho vào lớp vì gặp những thầy cô khó, đứng ở ngoài cả buổi. Thế nhưng, Mai Ngô luôn đảm bảo việc học tập, làm bài đầy đủ, kiểm tra, thi cử cũng đều rất nghiêm túc để ôn bài. Việc học tuy không được đánh giá cao nhưng với các hoạt động về văn nghệ và nhảy múa, Mai Ngô luôn là học sinh đứng đầu. Biết lực học và đam mê của con, nên mẹ Mai Ngô rất ít khi ngăn cản con gái. Với tính cách khác biệt của mình, cô cũng không có nhiều bạn hay quan tâm đến người xung quanh. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, Mai quyết định không học đại học vì chưa có định hướng rõ ràng. Cô nàng quyết định tạm gác lại việc học khi hoàn thành chương trình cấp 3 để bắt đầu theo đuổi con đường nghệ thuật, kiếm tiền. Mai Ngô dần xuất hiện trên các chương trình dành cho người đẹp. Thành tích nổi bật đáng kể như quán quân F, Idol 2012, Á quân Miss Sunplay 2012, Top 30 thử thách, Cùng bước nhảy 2013, Top 18 Việt Nam Next Top Model 2013, Top 45 Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2015, Á quân gương mặt thương hiệu 2016. Influencer of the Year, Influence Asia 2017. Cô cũng thường vướng vào những ồn ào, tranh cãi bởi phát ngôn và hành động sốc. Không quá xinh xắn nhưng bù lại ở Mai Ngô là một cô gái năng động khi sở hữu một làn da nâu đen cùng thân hình chắc khỏe. Mai cho biết đó là kết quả của sự yêu thích và chăm chỉ tập luyện mỗi ngày.